Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm online tên phần mềm là hình thức trắc nghiệm.vn Phần mềm phi lợi nhuận, phần mềm này hỗ trợ các bạn ôn tập dự tuyển công chức viên chức, ôn tập nâng ngạch công chức, học câu hỏi trắc nghiệm và phương án trả lời vòng 1 các môn kiến thức chung, môn tiếng Anh, môn tin học theo hình thức trắc nghiệm Vòng 2 hỗ trợ các bạn ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành theo hình thức trắc nghiệm các bạn có nhu cầu kết nối Zalo với thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại 0912 595654 hoặc 0943078123 để được hướng dẫn. Sau khi các bạn kết nối Zalo với thầy giáo, các bạn sẽ nhận được các tin nhắn video bài giảng. Các bạn xem video bài giảng trên điện thoại của các bạn hoàn toàn miễn phí. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phương pháp học câu hỏi trách nghiệm cho Nghị định số 06 năm 2023 của Chính phủ ban hành ngày 21 tháng 2. Ê, năm 2023 về quy định à, về kiểm định chất lượng đầu vào à, công chức. Ê, các bạn vào Google các bạn tải cái file à, nghị định à, 06 này à, lưu về máy tính của các bạn, sau đó các bạn mở lên. Ê, các bạn chỉ mũi tên chuột vào dấu trừ để thu nhỏ cửa sổ, các bạn nhấn nút trái chuột để các bạn lại mở lên. À, sau đó các bạn có thể khởi động trình duyệt trên máy tính của các bạn, các bạn gõ cái địa chỉ là http chữ t À, không có chữ S dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo. À, à, chéo, chéo hình thức trắc nghiệm chấm viên à, http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo hình thức trắc nghiệm chấm viên ấn enter xuất hiện cái giao diện như thế này là đúng rồi à, môn kích thước chung môn kiến thức chung dùng cho công chức ở phía trên à, viên chức ở phía dưới viên chức đơn vị sự nghiệp công lập và giáo viên các cấp ở phía dưới các bạn có cái danh mật khẩu ở mục nào chỉ đăng nhập vào mục mục đó được thôi Thí dụ các bạn có cái danh mật khẩu mục số 1, các bạn để con chó thành mục số 1, môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức, các bạn nhấn nút trái. À, chuột một lần sau đó các bạn nhập cái danh mật khẩu. Khi các bạn có cái danh mật khẩu, các bạn phải bí mật. Vì sao phải bí mật? Người khác biết được đăng nhập phần mềm thì nó sẽ bị bị phải xung đột à, giữa bạn với lại người khác cho nên các bạn không đăng nhập được nữa. Vì vậy các bạn phải bí mật mật khẩu của mình. Các bạn chọn login để đăng nhập vào phần mềm. À, sau đó đây là một danh mục khá đầy đủ à, các tài liệu cho các bạn chọn ôn à, Tôi đang trình bày với các bạn lúc này là gần 200 tài liệu rồi à, Các bạn sẽ học như thế nào đó để có kiến thức vượt qua kỳ thi à, Các bạn có, có kiến thức để các bạn trúng à, tuyển các bạn làm việc tốt hơn Và các bạn à, học như thế nào đó để kỳ thi, thi, thi chính thức à, diễn ra thì ra đề cứu gì <laughs> các bạn cũng làm được đó là cái phương pháp học tốt nhất tôi sẽ phần mềm sẽ đáp ứng được các bạn với hai cái mục đích như vậy các bạn sẽ học trên phần mềm à, với một cái thời lượng à, tiết kiệm thời gian và rèn luyện kỹ năng thi thực hành trên máy tính kỳ thi chính thức diễn ra sẽ không bỡ ngỡ à, trong đây các bạn cứ bình tĩnh các bạn tìm từ trên xuống dưới à, các bạn sẽ duyệt từ trên xuống dưới để tìm đúng cái tài liệu các bạn cần Thí dụ các bạn cần cái tài liệu câu hỏi trắc nghiệm cho nghị định 06 về quy định kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Các bạn nhấn nút trái một lần. Sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống các bạn thấy thực hiện đề thi các bạn nhấn nút trái. Các bạn chọn start là bắt đầu. Thì học lần đầu tiên thì các bạn chưa cần làm bài. Thì sau đó các bạn sẽ lần các lần sau các bạn có thể kiểm tra đánh giá kiến thức của mình thông qua các việc các bạn làm bài. A đúng B đúng thì B đúng hơn A thì phải chọn B có trường hợp như vậy đúng là gì nó có nội dung đúng như trong tài liệu sai là gì có nội dung không đúng như trong tài liệu à, các bạn chọn finish ở bên góc tay trái màn hình này để nộp bài sớm à, kết thúc các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn thấy nộp bài kết thúc nộp bài kết thúc thì đối với nghị định 06 này là thực hiện việc tuyển dụng công chức đầu vào kiểm định chất lượng công chức đầu vào À, để các bạn đạt yêu cầu thì các bạn được dự thi vòng 2 là môn nghiệp vụ chuyên ngành à, Thì các bạn phải tìm hiểu cái nghị định 06 này để các bạn nắm à, Thì như vậy là cái việc à, kiểm định chất lượng đầu vào à, Các bạn đạt yêu cầu thì các bạn sẽ được dự thi vòng 2 Ở bất kỳ à, đơn vị nào tuyển công chức trong cả nước à, Nếu các bạn có cái giấy chứng nhận này vẫn còn à, giá trị trong 24 tháng À, ví dụ các bạn đọc câu hỏi là việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được tổ chức định kỳ hai lần vào những tháng nào trong một năm Thì căn cứ điều 4 thì tổ chức vào tháng 7 và tháng 11 hàng năm à, Đây là các bạn nắm được cái mốc để các bạn ôn tập trước đi Để cho nó vững kiến thức Rồi đến cái tháng 7 và tháng 11 các bạn dự thi à, Các bạn kích chuột vào file các bạn tìm đến điều 4 à, Các bạn tìm đến điều 4 đó, các bạn kích chuột vào file, các bạn tìm đến điều 4. Đó, thì các bạn di chuyển con trỏ à, các bạn à, đưa con trỏ lên tìm đến điều 4 thì sẽ à, vì sao à, tình huống đặt ra của câu hỏi đó lại phải giải quyết à, căn cứ vào đâu? Thì căn cứ vào điều 4 thì tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào. Khoản 2, việc kiểm định chất lượng đầu vào đối với công chức được tổ chức định kỳ hai lần một năm vào tháng 7 và tháng 11. Đó, như vậy một năm sẽ nhà nước à, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức làm hai lần cho các bạn. À, như vậy căn cứ vào câu hỏi này để giải quyết câu hỏi này các bạn căn cứ điều 4 để đáp án đúng là tháng 7 và tháng 11 hàng năm. Như vậy hàng năm sẽ có hai đợt tổ chức à, kiểm định chất lượng đầu vào. Nếu các bạn đạt yêu cầu các bạn sẽ có giấy à, xác nhận là đã kiểm định chất lượng đầu vào thì các bạn sẽ nộp bất kể nơi nào tổ chức tuyển công chức ở vòng 2 về môn nghiệp vụ chuyên ngành. À, các bạn có thể tiếp tục à, nắm được làm thế nào để các bạn biết được à, các thông tin chủ à, kiểm định chất lượng đầu vào. Thì căn cứ vào câu hỏi sau đây, trước ngày 31 tháng 1 hàng năm Bộ Nội vụ công bố kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào à, công chức ở đâu? thì trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ và trang thông tin kiểm định chất lượng đầu vào công chức thì các bạn căn cứ điều 4 các bạn lại kích chuột vào file để giải quyết câu hỏi này thì căn cứ khoản 3 đây này trước ngày 31 tháng 1 hàng năm các bạn xem trên trang thông tin của cổng điện tử của Bộ Nội vụ và trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức các bạn sẽ nắm được kế hoạch tổ chức à, uh, kiểm định chất lượng đầu vào công chức đó các bạn phải tìm hiểu thông tin ở đây thì ta hay nói tắt là tìm thông tin ở trên mạng đấy à, câu hỏi tiếp theo là hình thức kiểm định là gì thì căn cứ điều 5 hình thức kiểm định là à, thi trắc nghiệm trên máy tính thì các bạn kích chuột vào file để giải quyết câu hỏi này các bạn căn cứ vào điều 5 hình thức kiểm định là thi trắc nghiệm trên máy tính như vậy các bạn sẽ tham gia kỳ thi này là các bạn thi trắc nghiệm trên máy tính À, không phải trắc nghiệm trên giấy đó thì như vậy phương án thi tự luận thi văn đáp là bị loại trừ phương án b thi trắc nghiệm trên máy tính là đúng phương án c thi thực hành trên máy tính là sai thi trắc nghiệm trên giấy sai cho nên chúng ta chọn phương án thi trắc nghiệm trên máy tính căn cứ điều 5 thế thì nội dung à, kiểm định gồm những cái gì để các bạn ôn tập thì căn cứ điều 5 thì các bạn kích chuột vào file các bạn mở lên các bạn thấy là nội dung kiểm định là đánh giá năng lực tư duy, à, năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn, rồi hiểu biết chung cơ bản của thí sinh về hệ thống chính trị tổ chức bộ máy của Đảng Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan nhà nước, rồi à, quản lý hành chính nhà nước, quyền nghĩa vụ của công chức, đạo đức công vụ, kiến thức về xã hội về văn hóa lịch sử, đó nội dung kiểm định. Đấy thì để giải quyết câu hỏi này thì các bạn căn cứ điều 5 thì phương án A, phương án C, phương án D đều đúng. Cho nên chúng ta chọn cả ba phương án. À, à, vấn đề tiếp theo là kiểm định chất lượng đầu vào. Đối với người tham gia kỳ thi tuyển vào vị trí việc làm, có yêu cầu trình độ đại học trở lên thì bao nhiêu phút, số lượng câu là bao nhiêu. Thì căn cứ điều 5, thì các bạn kích chuột vào file tìm đến điều 5, khoảng 3 là thời gian số lượng câu hỏi kiểm định Kiểm định chất lượng đầu vào đối với người tham gia kỳ thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ đại học trở lên à, Với số lượng câu hỏi là 100 câu, thời gian làm bài 120 phút Như vậy là à, 100 câu trên 120 phút đối với người có trình độ đại học trở lên à, Điểm B Kiểm định chất lượng đầu, đầu, đầu vào đối với người tham gia kỳ thi tuyển vị trí việc làm có yêu cầu trình độ trung cấp cao đẳng Thì 100 phút, à, số lượng câu hỏi là 80 câu như vậy là đối với trình độ trung cấp đại học thì yêu cầu 80 câu à, thời gian làm bài 100 phút Và các bạn phải làm được từ 50% số câu trả lời đúng trở lên Thì là đạt yêu cầu từ nhé chứ không phải trên Như vậy 100 câu thì các bạn phải làm được 50 câu à, Đối với trình độ đại học 80 câu Đối với trình độ trung cấp cao đẳng các bạn phải làm được ít nhất 40 câu trở lên Là các bạn đạt yêu cầu à, để các bạn nỗ lực cố gắng như vậy để giải quyết câu hỏi này thì các bạn chọn phương án 120 phút trên 100 câu đối với trình độ đại học à, đối với trình độ cao đẳng các bạn chọn phương án 100 phút trên 80 câu à, và các bạn đạt yêu cầu là các bạn trả lời đúng từ 50% số câu trở lên đó xin giới thiệu với các bạn như vậy thì à, như thì các bạn đăng nhập vào phần mềm để học câu hỏi để các bạn nắm được à, toàn bộ à, cái nghị định 06 này để các bạn tham gia à, dự tuyển công chức đầu vào. À, người đăng ký dự tuyển công chức phải làm gì? thì à, để giải quyết câu hỏi này căn cứ điều bảy, à, các bạn kích chuột vào file, các bạn tìm đến điều bảy, à, à, các bạn à, đăng ký công chức thì các bạn phải làm gì? thì tại khoản 4 thì người đăng ký dự dự kiểm định à, thì cần phải điền vào phiếu đăng ký dự à, kiểm định, thiếu mẫu. À, sau đó các bạn gửi qua, qua mạng tức là gửi qua trang thông tin về kiểm kiểm định chất lượng đầu vào công chức à, như vậy các bạn có hai động tác để nộp à, cái phiếu đăng ký dự dự uh, kiểm định rất là đơn giản chỉ có nháy chuột là xong thôi các bạn tải cái phiếu đăng ký dự uh, kiểm định này theo mẫu các bạn điền thông tin của các bạn vào sau đó các bạn gửi qua mạng là gửi qua trang thông tin về chất lượng đầu vào à, công chức là xong à, như vậy rất là nhanh các bạn phải làm có hai động tác thôi nháy chuột là xong động tác là điền về và phiếu đăng ký dự tuyển thiếu máu sau đó các bạn gửi qua mạng gửi qua cái trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức các bạn vào mạng các bạn gửi trong gi giây lát là các bạn sẽ đạt được à, gửi xong kết quả à, với thời hạn là bao nhiêu thì quy định thời hạn nhận phiếu à, kiểm định là không quá à, là 30 ngày kể từ ngày thông báo kế hoạch à, kiểm định đó như vậy thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo công khai kế hoạch kiểm định thì là cả đấy thời gian 30 ngày rất là thoải mái thế thì về à, việc à, sử dụng kết quả này à, khi các bạn đọc thì kết quả sẽ có giá trị như thế nào thì căn cứ điều 10 để giải quyết câu hỏi là đâu là phương án đúng về sử dụng kết quả kiểm định thì các bạn kích chuột vào file các bạn tìm đến điều 10 À, thì để, để các bạn nắm được cái cái, cái giá trị của cái uh, giấy uh, kết quả thi của các bạn. Thì căn cứ uh, khoản 1 điều 10 kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức có giá trị sử dụng trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày có quyết định phê duyệt của Bộ Nội vụ uh, là cái giấy của bạn có giá trị 24 tháng. Thì trong thời hạn uh, kết quả kiểm định còn giá trị các bạn uh, được đăng ký dự tuyển công chức ở tất cả các cơ quan à, mà quy định tại khoản 1 điều 1 à, điều 1 của nghị định này. Tức là các cơ quan à, nhà nước từ cấp tỉnh, cấp huyện đó. Thì đối với cái, thì các bạn được tham gia dự thi vòng à, à vòng 2 à, trong phạm vi toàn quốc. À vòng 2 là cái vòng nghiệp vụ chuyên ngành. Đó, để căn cứ khoản 1 này. À, thì căn cứ khoản 1 là và là, là các bạn lại phải kéo lên các bạn tìm đến khoản 1 khi các bạn có giấy đạt chất lượng kiểm định nó vào thì các bạn được tham gia tuyển dụng vào làm công chức trong cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan nhà nước ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện. là các bạn được tham gia nộp à, cái giấy này để đăng ký à, dự tuyển vòng 2 vào các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan nhà nước ở trung ương, ở cấp tỉnh, cấp huyện. À, các bạn có cái giấy kiểm định này. Vì vậy các bạn muốn trở thành công chức trong các cơ quan này thì các bạn phải tham gia dự tự dự kiểm định chất lượng đầu vào theo nghị định 06 để các bạn có cái giấy xác nhận à, là các bạn đạt yêu cầu. Thì khi đó các bạn mà để tham gia dự thi vòng 2 à, theo à, các cơ quan À, tuyển dụng công chức thông báo. À giới thiệu với các bạn như vậy rất tuyệt vời. Và cái giá trị trong 2 năm à, thì các bạn có thể là nộp năm nay chưa được thì sang năm đấy. hoặc à, là đơn vị nào tuyển thì các bạn nộp. À, và cũng giới thiệu thêm với các bạn theo cái nghị định à, à 85 sửa đổi nghị định à, 115 của viên chức đấy. Thì khi các bạn có cái giấy này các bạn nạp vào để các bạn tham gia dự tuyển viên chức thì các bạn cũng được miễn thi cái môn kiến thức chung. Đó, đối với kỳ thi tuyển viên chức Thì nếu các bạn có cái giấy này Thì các bạn nạp vào thì các bạn lại được miễn thi Cái môn kiến thức phần kiến thức chung Cũng rất tuyệt vời Hay là cung cấp thêm thông tin cho các bạn Thì thi tuyển công chức cấp xã Thì nếu các xã có tuyển dụng Thì các bạn có cái giấy này Thì các bạn cũng nạp Thì các bạn cũng sẽ được miễn thi cái môn kiến thức chung à, Quá tuyệt vời rồi, đấy Thì cái giá trị của cái giấy này Là nó như vậy Đặc biệt chú ý là các bạn muốn À, tham gia kỳ thi tuyển công chức à, trong các cơ quan tại khoản một à, điều một cũng nghị định này thầy với giáo vừa nói thì các bạn à, trong phạm vi toàn quốc thì các bạn đều đều làm được đó thì xin giới thiệu với các bạn như vậy nhưng các bạn còn phải chú ý thêm cái khoản 2 người đứng đầu cơ quan tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng công chức căn cứ kết quả kiểm định công chức để quy định điều kiện đăng ký dự tuyển công chức và tổ chức thi vòng 2 à, đối với người đạt kết quả kiểm định theo cái quy định này đó thì các bạn còn phải chú ý các cái thông báo nữa để các bạn thấy là các bạn à, à, nọc à, dự tuyển à, Xin giới thiệu với các bạn như vậy Thì à, cái giấy này còn có cái giá trị là à, Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào đối với người tham gia dự tuyển vào các cái vị trí à, Làm có yêu cầu trình độ đại học trở lên Thì được phép sử dụng thay thế kết quả kiểm định chất lượng đầu vào Đối với người tham gia vị trí vào vị trí việc làm Có yêu cầu trình độ thấp hơn khi đăng ký dự tuyển À, công chức phù hợp với à, yêu cầu tuyển dụng thì các bạn à, ở trình độ đại học thì các bạn có thể à, thay thế bằng à, các bạn muốn tuyển vào trình độ cao đẳng học trung cấp thì cái giấy này này đối với các bạn à, vẫn có giá trị xin à, giới thiệu với các bạn như vậy thì, thì như vậy là à, các bạn phải nắm được tinh thần cơ bản nhất của cái Nghị định 06 này để các bạn đăng ký dự tuyển à, chất lượng đầu vào đối với công à, công chức nhất là các bạn có nguyện vọng là chuẩn bị thi vào công chức các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan nhà nước ở trung ương ở cấp tỉnh, cấp huyện thì các bạn tham gia kỳ thi kiểm định chất lượng đầu vào để các bạn đạt yêu cầu thì sau đó các bạn nạp cái giấy này vào các bạn dự tuyển vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành khi tuyển công chức vào các cơ quan này. xin giới thiệu với các bạn như vậy. Xin à, à, chúc các bạn thành công. À, các bạn muốn à, thoát ra khỏi phần mềm à, để bảo mật cái mật khẩu. Các bạn chỉ mũi tin chuột vào góc phải trên cùng màn hình. Các bạn chọn cái thoát à, để thoát ra khỏi phần mềm. Như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn xong cái phương pháp à, học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn à, để phần mềm này hỗ trợ các bạn học câu hỏi trắc nghiệm và các phương án trả lời à, khi các bạn tham gia kỳ thi. Uh, kiểm định chất lượng đầu vào công chức và uh, các bạn tham gia uh, kỳ thi tuyển vòng 1 môn kiến thức chung, môn tiếng Anh, môn tin học uh, kể cả công chức và viên chức uh, và vòng 2 hỗ trợ các bạn môn nghề vụ chuyên ngành ở uh, hình thức uh, câu hỏi trắc nghiệm. Các bạn có nhu cầu hãy kết nối Zalo cho thầy giáo theo một trong hai số hiển thị trên màn hình. Các bạn xem video của thầy hay và bổ ích. Nếu chưa chọn nút đăng ký trên YouTube thì hôm nay hãy chạm tay vào nút đăng ký để nhận được video bài giảng mới sớm nhất và có video bài giảng để các bạn xem được theo từng mục rất thuận lợi cho các bạn để các bạn nên chạm tay vào nút đăng ký để được hai cái tiện ích cho các bạn một lần nữa chúc các bạn thành công